bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm G63. Cái xe này mấy chị em hay gọi là xe tải đó các bạn. Đòi đi xe F5 chứ không thích đi xe này. Bây giờ mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem ha. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một em G63 đẳng cấp như vậy thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918611766 nha. Hiện tại thì số lượng xe này cũng về cuối năm thì sẽ có xe giao cho mình. Màu thì các bạn cứ liên hệ, và quý khách hàng hãy liên hệ qua số điện thoại của mình 0918611766 để mình có thể tư vấn và xem xe trực tiếp này. Lái thử thì chắc chắn là không có xe lái thử đấy bạn, để mình có thể đặt được cái xe mà mình ưa thích. Thì bây giờ mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem ha. Chiếc này có option miên man nha các bạn. Giờ mình sẽ quay ngược từ dưới trên, cái tempo nó nổ rất là đã các bạn. Nên ở clip này mình cũng mình tính tắt cái máy nó đi, nhưng mà để nghe nó rất là phê các bạn. Đây là phần sau của nó các bạn. Rất nóng. Cái cốp này đóng rất là mạnh các bạn nha. G63 là phải đóng cỡ đó. Đây là cái lớp dự phòng. Rất đẹp. Mình là mình đam mê cái dòng xe này từ lúc còn nhỏ luôn rồi. Mình thích mấy cái xe mà vuông vuông nha các bạn. Đây là cái phần bô đó các bạn, phần ống bô. Sẵn đây mình sẽ quay, cái phần dưới gầm cho các bạn và quý khách hàng cùng xem luôn. Đây là cái phần gầm xe đó các bạn, rất là chắc chắn luôn. Đây là cái chuyển động cầu sau của nó nè, hệ thống treo. Cái bô đó nổ nghe rất lạ. Mình xin lỗi các bạn và quý khách hàng thì do mình để cái tiếng máy nó hơi ồn một chút. Mình nghe được tiếng bồ của nó, tiếng xe này đặc trưng là tiếng bồ của nó. Rất đẹp. Xe này thì màu trắng, nội thất ở trong màu đỏ. Đây là phần đầu xe này các bạn. Đẹp. Đặc trưng luôn, nhìn thấy nó là biết nó là G63 rồi. Rất đẹp hả? Giờ mình sẽ đi sơ lược ở phần nội thất. Phần loa của Mister, phần chân
hàng xem ha. Mình sẽ nhờ bạn này mở. Đây là động cơ đó mấy. Có chữ ký của lắp ráp. Rồi AMG V8 của Vitco. Sau cho các bạn xem. Đây là phần nội thất ở khoang phía sau đó các bạn. Ghế phía sau thì có tính năng sưởi ấm cho mình luôn, sưởi tính năng sưởi. Hệ điều hòa ở phía sau cũng độc lập. Ở phía sau mình có thể tự chỉnh đường nhiệt độ và tốc độ gió. Ok ha. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Nếu như các bạn và quý khách hàng muốn xem xe thực tế thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918611766 nha. Xin cảm ơn các bạn và quý khách hàng.